trăng khuya dần, thương trắng cánh tàu mai nằm cô sâu. Người ta chắc chắn là thương, đêm ngày chăm sóc nó nhiều hơn anh. Bàn tay anh lắm chai dần, làm sao lo lắng đường em cả đời. Đã khuya hơn rồi, nghĩ sớm đi em, mai còn tương lai. 12 bến nước đục trong, ngày đẹp nhất là ngày chia tay. Ngày mai em bước qua cầu, ngày mang nỗi nhớ, ngày anh mãi sầu. Vâng, lên sóng để set combo 7 củ nhá. 7 củ gửi đi Quảng Nam. Hôm nay em xét bộ combo này. Các bác mà nhu cầu đến dòng combo Mic Bayer và Vang X12 xét đi Quảng Nam. Thì dòng X12 thì em bán rất là nhiều rồi. Chống hú 2 nớp, chống hú cực kỳ tốt. Và con này có phần Dynamic EQ nên đẩy giải rất là dễ nhé. Phối được cả những dòng loa tối trung là dùng Dynamic EQ có thể đẩy lên được. Đấy là một trong đặc biệt của dòng X12, X12 Plus và X12 Pro. Và hôm nay gửi đi combo này gửi đi Quảng Nam cho anh Lê Thành để phối hai đôi loa ở trong không gian hẹp. Thì em phối Mic Bayer với lại dòng X12 EK580. Thì ở dòng X12 và dòng Mic này thì em phối theo loa của anh đấy và phối theo cái khu vực đấy. Thì thường thường những mạng như Quảng Nam, Bình Định, Quảng Ngãi, Quy Nhơn thì cách phát âm của mạng trong đấy rất là khác nhé, rất là khác, tức là cái điểm xì của người ta phát rất là ít và đa phần người ta chuộng echo, nên bắt buộc phải hướng dẫn anh đấy, tư vấn cho anh đấy dùng những dòng vang X đấy, và các bác hãy đợi những cái phản hồi của bác ấy xem cụ thể như nào. Nhưng thường em phối thành công nhất ở trong mạng Quy Nhơn, Bình Định, Quảng Nam đấy, Quảng Ngãi thì đa phần là lấy dòng X, đưa CISO những dòng theta vào, người ta không ưng. Đấy, combo này có giá là 7 củ các bác nhé. Bao ship tặng pin sạc đầy đủ hết cho các bác nhé. Đấy. Chế độ vừa rồi là em hát ở chế độ eco dài. Các bác cần những cấu hình như này, em sẽ chia sẻ với các bác. Các bác thấy hay thì like bài và đăng ký kênh giúp em nhé. Dòng vang này đang có giá là 3,4 triệu, 3,5 triệu tùy đẹp xấu nhé. Thời điểm này bắt đầu tăng giá rồi này. Tiền trung lên, còn những lô trước thì là nhập rẻ hơn sẽ bán rẻ hơn. Nhập đắt hơn sẽ bán đắt hơn. Các bác mua ủng hộ nhé. Xin chào các bác ở những video tiếp theo.